thịt chưa? Uống thịt ở đây hả? Tôi uống thịt ở đây luôn. Ở đây cũng có thịt là cái kiểu mà nó không có trang nhạc thì cái quận quanh đâu mà có thể là người Việt Nam mình tính lên được quẹt thôi chứ không có là bên giấy tờ hợp lại và giấy chứng minh nhân dân không có. Là cái á thì anh Bùi Hồ cảm giác nổi hết da gà. Vì sao vậy anh Bùi Hồ? Thật ra thì khi mà lần đầu tiên xuất cảnh á, cái cảm giác xa đất nước á, nó lạ lạ với mình. Ngay cả về ngôn ngữ rồi về văn hóa, về cách sống và kể cả ăn uống luôn. Tự nhiên mình gặp một người cô mà đang tại đất nước Campuchia mà nói chuyện Việt Nam gành là người Việt, là nhận ra được em Phong Muội. Và cô khóc mùi người, tự nhiên cái mình cảm thấy mình chạnh lòng. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Vào một buổi chiều hôm nay thì nhóm của tụi mình thì gồm có Phong với lại Nhân sẽ cùng chú Hiền, được chú Hiền chở trên một cái chiếc xe túc túc từ thành đô phố Năm Bên đi đến cầu Sài Gòn. Và ở nơi đó rất là nhiều người Việt sinh sống với một cái nghề đó là buôn bán ngay tại cầu Sài Gòn. Gọi là cầu Sài Gòn vì nơi đó là từ cầu đó thì sẽ đi thẳng về lại Sài Gòn. Và ước chừng thì theo chú Hiền chia sẻ thì ở Campuchia này người Việt sống lên đến vài ngàn người đặc. Chú Hiền thì là một trong những người Việt tại Campuchia mà may mắn có được quốc tịch Campuchia. Còn lại đa số phần lớn những người Campuchia sống tại đây thì việc mà xin quốc tịch có tại Campuchia này rất khó. Chú Hiền có chia sẻ một cái câu chuyện đó là những người Việt sống tại cặp cái con sông gọi là cái con sông Mekong á chú Hiền. Cặp con sông Mekong thì đa số những người Việt này họ sống tạm bợ bằng những cái chiếc bè, những cái bè đang sống với nhau theo một cái cộng đồng người Việt tại Campuchia. Và hôm nay thì các anh em cùng với lại chú Hiển sẽ đi đến một cái khu chợ đêm người Việt tại Campuchia. Và chú Hiền là quê ở clip trước thì Bùi Hồ có nói là chú là quê ở quận Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ. Hiện tại thì cũng còn một vài người thân là em ruột của chú sống tại tỉnh Sóc Trăng. Và đây là một cái hình ảnh khá là phổ biến ngay tại Campuchia nè mọi người. Đó là các em nhỏ thường hay buôn bán mỗi khi khách đậu dừng xe lại như thế này. Hôm qua thì mấy anh em cũng khá là bỡ ngỡ khi mà bắt gặp tại Campuchia có cả thế giới di động, ngân hàng MB, ngân hàng Sacombank. Còn xa không chú Hiển? Cũng còn hơi xa. Dạ. Khi mình đang quay á thì chú Hiển có chia sẻ là ở đây là nạn cướp bóc cũng khá là phổ biến đó chú Hiển. Đó đi trên đường này đó là ví dụ như đi chở xe Honda cầm điện thoại là tò mò là họ dịch chạy tốt hết trơn. Phổ biến hơn rất nhiều không? Phổ biến nhiều. Có nhiều khi gây tai nạn nặng này. Mà con thấy cái con đường này á ở Campuchia thì giao thông họ chạy hạn chế bất kèn nhiều chứ ít bất kèn á. Ok. Và họ nhường đường ưu tiên hay không ưu tiên thì cũng nhường đường với nhau à? Có lẫn lộn hết trơn, không có ưu tiên. Trừ khi ra quốc lộ, theo cái quốc lộ ra liên tỉnh á, thì nó theo cái đường hướng có bên nào theo cũng thấy đi. Nhà tới nó kẹt rồi, nó lúc đó đường giao thông nó kẹt nản rồi thì nó đây có đường nào đường nó đi rồi đấy à? Giờ mình đang di chuyển trên cái đoạn đường này mưa rồi. Ôi. Hồi mưa bạc không chú? Bạc không? Bóc đây. Cái mùi đất thôi quá. Cái mùi đất thôi quá. Con nói gì? Ở Châu Chi có những cơn mưa bất chợt hả? Thường xe di chuyển như thế này thì tính tiền sao chú? Nếu tới nãy họ đi xe này, nó có cái đăng ký có
tốc thì đi tính cây số hả? À, dạ. Giống như taxi của Việt Nam hả? Dạ, cũng như taxi vậy. Một cây số là nó khoảng bao nhiêu tiền? Cây số tính 5.200. 5.200. 1.200. 1.200. Dạ. 1.200 là bao nhiêu đô ta? 1.200 tiền ria á. Tiền ria là một bao nhiêu đô anh? Nó khoảng 7-8 ngàn á. Đô mà, đô la mà. 1.200 ria á. 7-8 ngàn tiền Việt Nam. À. Tại vì 100 kia thì nó chỉ có 560 đồng tiền Việt Nam. 600 đi. Khoảng 8.000 tiền Việt Nam. Mua quá lớn luôn à. Ồ, có cái cần gạt nữa nè. Ở có cái cần gạt mưa nữa kìa. Có cây mòn hả chú? Có cây mòn. Mến chào quý cô bác anh chị. Trong buổi tối ngày hôm nay, Phong Bụi cùng anh Bùi Hồ đang có mặt tại chợ Cơ Nam Sơ Bư, hay còn gọi là chợ Cầu Sài Gòn, nằm ngay tại cửa ngõ thuộc thủ đô Phnom Penh, đất nước Campuchia. Và phía sau con hẻm này, nơi cộng đồng người Việt sinh sống khá là nhiều. Và rất là nhiều người Việt sinh sống ở đây và buôn bán một số mặt hàng, trong đó là một số mặt hàng liên quan đến rau củ quả nè, rồi buôn bán chợ đêm nữa. Thì trong cái hành trình ngày hôm nay thì mấy anh em sẽ tìm hiểu về cuộc sống của bà con, vì sao bà con sống ở đây và cuộc sống hiện giờ như thế nào sau 2 năm đại dịch nha. Anh Hồ thì khá là bỡ ngỡ, và anh bỡ ngỡ đến lúc mà anh lần đầu tiên nghe tên cái cầu có tên là cầu Sài Gòn ở thủ đô Phnom Penh đúng không? Thực ra thì cái cầu này á là nó không phải là cầu do người Việt xây, cũng không phải là do chính phủ Việt Nam xây, mà cái cầu này là nơi cửa ngõ dẫn về lại Sài Gòn, dẫn về lại quê hương. Cho nên là bà con cộng đồng người Việt đặt tên là cầu Sài Gòn như vậy đó. À, trước đây thì anh không có biết, anh tưởng đâu là do cái cầu Sài Gòn là do cộng đồng những người Sài Gòn xây ở tại đây, hoặc là nó có liên quan gì đó đến Sài Gòn. Và thôi, chắc có lẽ là anh em mình sẽ đi lại đây để tìm hiểu một số cộng đồng người Việt tại đây nha. Chia sẻ với mọi người á là gần như anh em á là không biết trong địa phương ở đây ai là người Việt, thì chắc có lẽ sẽ hỏi rõ hơn. Mình sẽ nói tiếng Việt đi, thử ai có thể hồi đáp được là người đó là người Việt ha. Cho hỏi là chỗ này là người Việt nhiều không? Chính là người Việt bán cũng hết đó. Nãy giờ thì trước khi tại ghé đây á, ở đây nè, cái trang chỗ đằng đó đó cũng người Việt cũng nhiều lắm. Đằng đây thì do đó dân bán cũng có đằng đó là Việt Nam nhiều lắm, cũng phải đằng đó. Nãy giờ thì mình bán Bùi Hồ á có ghé qua đây và hỏi thăm được, chị biết duy nhất cô này là người Việt Nam thôi, còn không biết là xung quanh đây là không biết là người Việt hay không, nhưng mà chắc lẽ chị đi dài ha. Cô ở Việt Nam là cô sống ở tỉnh nào vậy cô? Ở Tân Châu An Giang. À. Tân Châu An Giang. Tôi sống ở đây được bao nhiêu năm rồi? Năm mấy năm. Nói chung là lên số lên số mà một năm đi về một lần. Nhưng mà từ lúc mà mình quyết tới giờ là không có về, không có về gia đình. Gia là các trưởng như năm nay. Cô ở đây là 20 mấy năm là làm cái nghề buôn bán này thôi hay sao? Buôn bán không phải, không có nghề gì chứ. Con thấy cô bán một loại bánh cá là lạ, cô đang bán bánh gì vậy? Không, cái này không có bánh này chả. À, đây là chả cá không? Chả cá chiên chứ không có bánh bánh. À, đây là một loại chả cá chiên. À, theo Phong có chia sẻ rằng là người Việt đa số là làm nghề đánh bắt ở ngay tại biển hồ. Còn cái đây là không phải, ở đây dân buôn bán. Cô còn ở cái khu vực gần cầu Sài Gòn này đa số là các tiểu thương buôn bán nhỏ để sinh sống ở này. Sinh sống ở tại đây không à? Trong lúc mình trò chuyện về cái cuộc sống của cô á thì giới thiệu về cái món của cô luôn ha. Anh dẫn qua tham quan một xíu đi, rồi mình trò chuyện cô hơn về cái cuộc sống cô. Lúc đầu thì hai anh em cứ bỡ ngỡ cô đang bán một cái món gọi là món chuối chiên ở Việt Nam. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại á thì thấy cái món này đó là gọi là chả cá. Một phần như thế này, một miếng như thế này là bao nhiêu tiền rồi cô? 2.500, một hộp 5.000. 5.000 kia? Một hộp 5.000 kia là nó có luôn, có rau, có chua, đó đồ đầy đủ hết. Còn một miếng thì bán có 2.500, chỉ có dưa chua không à. 5.000 kia thì nó tương đương với lại 30.000 tiền Việt Nam. Thì một miếng như thế này là nó chỉ có 2.500, nếu như kèm thêm những cái phụ kiện như thế này, những cái đồ ăn kèm như thế này là nó là 5.000. Và mọi người có thể thấy là cô đang những cái miếng cá chả cô ở dưới này nè, rất là nhiều nè. Chắc có lẽ là anh em mình sẽ tiếp tục đi tìm hiểu cuộc sống của người Việt tại Campuchia. Ở ngoài kia là nhiều hả cô hả? Ở đây nè, anh đi dài đó, ngay trong cái phần đó cũng có người Việt á. Người Việt mình cũng bán bánh cá, bán ngoài kia đồ đằng đó cũng nhiều lắm đó.
ở phút đó là người Việt đó, từ đây đó là vậy, đó là người Việt, cái dân tự quán đó là người Việt nghèo, còn từ đây đảo đó là người Miên, có cái dân giống cúng có cúng cá là người Việt. Không biết là tại sao cô ở bên Việt Nam, cô qua đây cô sinh sống thôi. Nói chung là đi lên đây từ lúc nhỏ nè, lúc nhỏ hồi lúc lên đây lúc ba mẹ còn ở đây, ba mẹ lúc đó lên đây là lúc năm đó là 10 tuổi rồi. Con nghe nói là có một cái giai đoạn á, bà con người Việt mình sống ở khu vực cầu Sài Gòn rất là khó và phải tìm cách là phải hồi hương. Đó là những giai đoạn nào vậy cô? Nói chung ra là nói thì theo cái phương tại vì phương cái là người ta lên đó nhiều người đó. Ảo á là không có phải pháp á, cái kiểu là không có giấy tờ. Ở đây là có giấy tờ đầy đủ từ bây giờ. Tại lúc đó lên đảo á, người ta có làm giấy cho mình tạm trú tạm vắng ở đây hết. Thành ra nó ở rất sống nó cũng quấy. Chứ là nó thẳng câu nói là nó khó là con cái tại vì nhiều cái dân người ta không chính là chưa nọ ở là nó cũng có dưới dính đi xong á. Con không chết, thành ra là có sao nên nói vậy chứ mình không ấy. Như vậy là có một giai đoạn là một số thanh niên và một số gia đình người Việt sinh sống ở đây mà không có sinh sống một cách đàng hoàng, có nghĩa là chơi xì ke ma túy cho nên là dẫn đến là ảnh hưởng tới an ninh trật tự địa phương ấy. Và là không ấy, chứ không phải là cô hiện nay là có quốc tịch chưa? Quốc tịch ở đây hả? Cô quốc tịch ở đây luôn. Quốc tịch ở đây có quốc tịch là cái kiểu mà nó không có trai ngại ngần gì cái quận quanh đâu mà có thể là người Việt Nam mình tính lên được quẹt thôi chứ không có là bên giấy tờ hợp lại và giấy chứng minh nhân dân không có. Là cái cà vẹt là một tờ giấy giống như là tờ giấy rậm chú của Việt Nam, của Việt Nam. Cô hiện nay là cô có mua đất được ở Campuchia không? Hay là sống ở bè? Không mua luôn, ở đây nó thẳng câu nói là mình không mua luôn. Tại vì lúc đó là giấy tờ hợp lại là mình không mua ở đây, mình mua Việt Nam không ạ. Mình ở tại Việt Nam, mình mua Việt Nam. Tại mình không có Việt Nam ở đây. Hồi đó có giấy nhà lúc hồi năm 93, 92 hay gì đó, có giấy nhà. Mình có đất đó sao nữa, người ta có cấp đất ở trong là một ngạn á. Sau đó giờ mình bán đất đó rồi là bây giờ đây mình ở đây luôn tới giờ. Vậy là cô vẫn đang sống lên đơn trên những chiếc bè cặp không có bè, không có bè, mướn nhà. Vậy là nguyên nhân sống tới nay là người Việt mình ở thuê nhà là chính, người Việt thuê nhà nhiều chứ không có nói về ở bè là không có, khu này ít ở bè lắm, có 100% ở dưới bè dưới sông dưới đất, ở đây là không có. Thì bây giờ con muốn đi tìm người Việt ở dưới này thì con đi làm sao cô? Đi tìm người Việt thì đi từ cái khúc này, đi từ khúc này gần đó, gần đó đi xuống đó là gần Việt. Khúc trong này là tảo đi vô là người Việt không ạ. Từ khúc này đi vô là người Việt không ạ, không có người Việt. Chắc lẽ anh em mình để cho cô bán đi, mình rạo rạo xuống dưới để cho chuyện thêm mấy cô bác anh chị người Việt ha. Cô muốn đi tìm người Việt á thì đi từ người Việt, từ cái đằng này nè, đi ở đằng đó, đi vô đó là có chơi, từ cái nước sông này là người Việt là nhiều. Nãy giờ tất sự thì con quên tên cô là cô gì? Cô gái. Tụi con là cảm ơn, chân thành cảm ơn cô đã chia sẻ về cái cuộc sống của người Việt tại Campuchia nha. Bây giờ tụi con sẽ đi tìm hiểu. Chút nữa mình quay trở lại, mình sẽ mua cho cô ủng hộ nha. Bây giờ trên hành trình mấy anh em sẽ đi. Vừa rồi thì mới trò chuyện với cô gái, một trong những người Việt sinh sống ở Campuchia. Cái dấu ấn người Việt ở đây tới mức mà anh có thấy là bên này có một cái xe ghi tên bản tiếng Phở luôn á. Phở bò bún bò Huế với giá là 40 gì đó. Số điện thoại. Việc mà người Việt Nam mà sống ở đây ăn phở đó, có luôn một cái cộng đồng. Và khi mà những người Campuchia, những người Việt Nam bán món phở ở đây và người Campuchia họ dần quen và rất là thích cái món phở của Việt Nam. Có một cái nữa, ví dụ đây một cái xe ghi thẳng một tấm bảng là bánh tráng trộn, song ngữ tiếng Campuchia và kể cả tiếng Việt luôn. Và ở đây thì người ta nói rằng là có một cái xóm lên đến hồi xưa lên đến hàng ngàn người Việt sinh sống. Đây là chắc là người Campuchia rồi, mình sẽ đi tìm người Việt nữa ha, để cho tìm thêm một cô ở đây để cho một cô bên này được. Anh hỏi thử đi, hỏi tiếng Việt thì cô trả lời được đúng ạ. Chào chị. Cảm ơn ạ. Đây đi tìm. Như cái ở bên này anh Hồ thấy không? Uống rêu vô đồng, uống rêu ha. Rồi, ở cái con đường này thì có thể rất là dài. Mình sẽ đi dài xuống, ở dưới kia thì còn rất là nhiều cái cửa hàng đang buôn bán. Ăn vặt là Campuchia.
cho em mua đi ra. Qua đây đi, qua đây. Qua coi thử cái món cạnh ở đây đi. Đây thì thấy là nó bán món bánh mì. Bánh mì. Rồi bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Bắp nướng. Rồi đồ nướng nữa. Chào em. Ở mình bán cái này là giá sao vậy ta? Dạ, bánh mì nướng thì mì nướng 4 ngàn, bánh tráng nướng thì 3 ngàn, bánh tráng cuốn 5 ngàn, bánh tráng trộn 5 ngàn. 5 ngàn? Dạ. Dạ, 4 ngàn 20 ngàn. Em là người Việt hả? Dạ, em là người Việt. Em ở tỉnh nào của Việt Nam ta? Em ở Quận 10. Ở Sài Gòn? Ở Hồ Thị Kỷ. Dạ. Có biết cô Trọng của ta bán thôi, cũng đưa cái đất đó ngày sau cũng ở chỗ Hồ Thị Kỷ. Dạ biết. Dạ. Có bà con gì cô Ngọc không? Dạ không. Không hả? Là chị là từ bên Việt Nam qua đây bán. Dạ. Em đang muốn tìm cái cộng đồng này ở khu vực này á, là đi dọc dọc xuống này là gặp hết hay sao? Ở đây là người Việt ở nhiều lắm. Ở đây là khu người ta kêu là cầu Sài Gòn, cầu Sài Gòn á. Dạ, người Việt không à. Ồ, cũng bất ngờ nghe rồi. Tụi em ở Sài Gòn nè. Dạ, vậy hả? À. Em qua đây lâu chưa? Em sanh ở trên trung tâm như này, chứ không về cũng như là nhà nội ngoại của em á, ở dưới là người mẹ nội. Em sanh ở đây, em ở đây lâu lắm rồi, nên năm con cái rồi. Nhà mình ở đây là nhà thuê. Dạ. Xong bây giờ vậy nè, em mua ổn bây giờ, cái món khoái khẩu của em phẩm chứ hôm qua giờ là chưa ăn bánh mì. Bánh mì nướng. Bánh mì nướng đó, cho em ổn nha. Dạ dạ. Mình vô trong mình coi cũng chịu làm. Gặp được chanh dạ chào dạ dạ chào hả em lên Sài Gòn với hả không buổi không buổi nè ôi bây giờ mày có nghe quen quen con nghe cái tiếng quen quen ơi vậy vậy thăm mẫu không chê luôn á vậy vậy con trên con không luôn tụi con mới qua đi được con ngày thứ hai vậy hả dạ trời ơi ngày mai ở lại ăn cơm, ngày mai ở lại ăn cơm. Trời ok. Ngày mai là nhà về gì nấu cơm chăng? Chưa mai nha. Trời ok. Ok. Cảm ơn mai là con buổi cảm ơn. Mừng ghê luôn á. Bất ngờ khi mà nghe tiếng của Phong Bụi là biết Phong Bụi tại vì cô ở Sài Gòn đó mà. Đi coi kinh con hoài luôn. Ừ, chị coi kinh con. Bạn cứng, bạn cứng. Trời ơi, quá mừng luôn. Vậy tên gì? À, Phiền. Nhà gì mà mẹ gì ở quận 10 á. Ở chợ Hoa Hồ Thị Kỷ. Con có rất là nhiều người thân ở chợ Hoa. Con Ngọc bán nước mà chốc là cực kỳ thân con. Trời ơi, vậy hăng mẫu ghê luôn á vậy. Cô cảm giác là khi mà gặp được Phong Bụi mà người mà coi mình hồi đó giờ trên mạng á, hôm nay gặp ngay tại hai người ở mừng Việt Nam lắm. Gặp tại Campuchia thì sao? Mừng lắm con ơi, vậy mừng lắm, gì nói thiệt. Ờ, chị muốn khóc luôn chưa? Mừng lắm, con khóc luôn á. Thì vậy là ngày mai tụi con nhất định phải ghé ăn cơm với chị rồi. Dì nấu cơm cho ăn. Trời ơi. Dạ nha, ngày mai lại nha, ba đứa lại dì nấu cơm cho ăn. Dạ. Nha. Tại vì ngày mai tụi con muốn quay lại đây tìm hiểu lại cuộc sống của cộng đồng người Việt á ở khu vực Sài Gòn. Rồi con. Dạ. Con nếu mà ngày mai con tiện cô giúp con dẫn con tham quan một số nhà mà nhà nó khó khăn á. Khó khăn hả? Ừ, có gì dẫn con cho trong kia. Tại vì người khổ cũng nhiều lắm. Cô là tên Hoa hả? Không, tên Huyền. Huyền. Tại con mà vô Hồ Thị Kỷ á, mà ngay chỗ mà chợ Hoa Hồ Thị Kỷ quán cà phê Huyền á, ngay tại cái tấm bảng Huyền á là mẹ gì ở đó trước ngay chỗ bán hoa luôn. Đó gì lên đây mấy chục năm rồi. Tự nhiên mình đi qua lần đầu tiên xuất cảnh đi ra nước ngoài mà đặc biệt là nước kế bên mình gặp cô ngay tại Việt Nam, ngay tại Campuchia. Ôi vậy nặng mấy anh nha. Ôi trời. Thôi thôi ngày mai là con, ngày mai gì nấu cơm cho ba đứa ăn. Dạ. Dạ. Mừng lắm con. Dạ. Chặt con mừng lắm. Nhưng mà cái thời điểm dịch á, ở Sài Gòn á thì người ta họ khó khăn nhưng mà không biết cộng đồng người Việt mình ở bên này thì sao ạ? Cũng bị phong tỏa. Ở đây thì mẹ cũng bị phong tỏa nhưng mà nó cũng dễ hơn ở bệnh. Nó giống như là cũng tự do hơn ở bệnh nhiều. Chứ nó phải ràng buộc giống như ở bệnh. Đi tới đi lui cũng bình thường. Chỗ như kiểu như là chỗ nào bị dịch thì người ta phong tỏa. Cách thì phong tỏa đó thôi. Hồi đó thì con thấy cái hình ảnh ở Sài Gòn nó rõ là lúc đó một cái cọng rau rất là khó. Thì cô ở bên này cô thấy quê hương vậy cô tốt không? Cũng ở cái cầm có ước gì mà được về có khả năng giúp được một chén gạo hoặc là một bó gạo cũng được, khó lắm. Và bà con của cô ở bên quận 10 thì sao? Nói chung là mẹ em đồ thì nó cũng khá giả chứ không phải là nghèo khổ gì, phải đồ cũng chứ không có gì hết trơn. Ừ, không có gì hết. Mừng ghê luôn á, gặp được cô ở bên này nhờ cô hỗ trợ giùm ha.
có gì ngày mai đi giờ cho con cái gì á, con gái gì dẫn con đi bên kia rồi. Người này khổ nhiều lắm. Cảm ơn cô nha, cô xin cảm ơn. Ngày mai nha, ngày mai vừa đưa ngày mai là đi nấu cơm canh. Dạ. Rồi ok. Không học chưa à, thì, nói dây gà hết rồi, nói cục luôn rồi. Nói cục luôn rồi Nhân ơi, ở Phong ơi. Thật ra thì tự nhiên mình gặp người Việt mà ở đây mà nói ngay tại đất nước Campuchia mà nói chuyện tiếng Việt vậy, cái tự nhiên nghe thấy nó buồn người ta. Nói chi là những người mà sống ở đây lâu năm ha, gặp em là phải muốn khóc rồi, đúng rồi. Thật sự thì vừa mới bước ra khỏi nhà cô Huyền á, thì anh Bùi Hồ cảm giác nổi hết da gà. Vì sao vậy anh Bùi Hồ? Thật ra thì khi mà lần đầu tiên xuất cảnh á, cái cảm giác xa đất nước á, nó lạ lạ với mình. Ngay cả về ngôn ngữ rồi về văn hóa, về cách sống và cải cỡ ăn uống luôn. Tự nhiên mình gặp một người cô mà đang tại đất nước Campuchia mà nói chuyện Việt Nam gành là người Việt, lại nhận ra được em Phong Muội. Và cô khóc mùi người, tự nhiên cái mình cảm thấy mình chạnh lòng. Tại vì đối với cô, gặp được một người từ Việt Nam qua đây là đồng hương, quý lắm, cực kỳ quý luôn. Và khi nãy thì tụi mình mua bánh mì thôi, cũng không biết là cô biết tụi mình. Thì khi mà mua xong, con gái của cô còn tặng nữa. Và hẹn ngày mai, trưa mai ăn cơm nhà cô. Thì chắc có lẽ hẹn gặp lại mọi người vào ngày trưa hôm sau ở video sắp tới, để má đem chia sẻ thêm về cái cuộc sống của bà con ở đây, để hiểu rõ hơn cuộc sống bà con ở Campuchia như thế nào nha. Gần như là ai sống ở bên Campuchia cũng có một cái nỗi đau đớn, đó là muốn hồi hương về. Tuy nhiên thì có những người có điều kiện, có những người không có điều kiện, nhưng mà ai cũng muốn một cuộc đời, khi mà cuối cuộc đời được trở về quê hương hết á. Và chắc là mấy anh em sẽ thưởng thức cái bánh mì của con cô Huyền. Bánh mì này là bánh mì nướng muối ớt, mayonnaise và một ít trứng thúc. Mọi người rất ngon, mời mọi người cũng như là kết thúc clip này luôn nha. Rồi tạm biệt mọi người ha.